Hello các bạn ha, mình Thiện đây. Thì trong video này Thiện sẽ tặng các bạn một phần quà, đó chính là một website hoàn toàn miễn phí các bạn nha. Thì với cái phần quà này thì các bạn có thể làm bất cứ điều gì các bạn muốn nha. Ví dụ như các bạn làm website bán hàng, hay là bạn làm website giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu công ty, giới thiệu cửa hàng, hay là các bạn làm một cái blog để các bạn kiếm tiền với Google bằng Google AdWords, hay là bạn có thể là làm affiliate được không ạ? Thì giao diện website như thế nào thì sẽ review và cho các bạn thấy nha. Đây là website này, các bạn có thể làm một cái giới thiệu doanh nghiệp, chẳng hạn như là một giới thiệu cho một công ty. Đây là công ty Long Hải các bạn nha, công ty dịch vụ bảo vệ. Công ty này phải nói là uy tín số 1 tại Sài Gòn và hiện tại thì đang tuyển dụng các bạn nha. Thì nếu như mà các bạn nào mà có người thân bạn bè mình mà đang làm bảo vệ hay là muốn đổi công việc sang làm bảo vệ thì có thể vào cái trang là longhaisecurity.com này qua tab tuyển dụng để xem thông tin các bạn nha. Lương rất là cao, nếu mà làm 12 tiếng thì lương là 10.859.000 được không ạ? Ok rồi, với cái website hiện tặng cho các bạn, các bạn có thể làm một trang bán hàng đúng không ạ? Một trang bán hàng, một trang mà các bạn có thể làm affiliate hay là các bạn tự bán hàng cho cửa hàng của mình được không ạ? Đây là một cái trang web bán hàng về thời trang đó, hay là các bạn làm blog để các bạn có thể là kiếm tiền online. Nói chung là bất cứ mục tiêu nào các bạn đều có thể là sử dụng website được các bạn nha. Rồi thì tiếp theo thì sẽ hướng dẫn các bạn cách download, cách sử dụng, cách quản trị website để website nó hoạt động tốt nhất các bạn nhé. Thì để mà nhận được website miễn phí á, thì đầu tiên các bạn vào trang web lamthanhthien.com các bạn nha. Thì khi vào website lamthanhthien.com, các bạn di chuyển đến danh mục quà tặng các bạn nha, danh mục quà tặng. Bạn chú ý con chuột Thiện đang khoanh vùng tròn tròn đây các bạn nha. Tiếp đến, bạn tìm đến bài viết tặng website miễn phí 100%. Bạn nhấp vào bài viết này các bạn nha. Rồi sau đó, các bạn có thể xem cái video mà giải mã bí quyết khởi nghiệp kinh doanh ít vốn thành công các bạn nha, ai cũng làm được nếu như các bạn biết. Rồi và các bạn hãy đọc hết bài viết này, còn nếu không thì các bạn kéo xuống bấm nút đăng ký ngay các bạn nha. Thì sau khi các bạn bấm nút đăng ký ngay, nó dẫn chúng ta đến trang web đó là tặng website miễn phí hoàn toàn 100% đúng không ạ? Thì để mà nhận website, các bạn để lại thông tin ở đây, đó là họ tên, địa chỉ email và số điện thoại các bạn nha. Thì ví dụ ở đây họ tên như là tặng web miễn phí được mà. Rồi email, bạn lấy email của các bạn vào. Email đúng các bạn nha. Tặng web miễn phí @gmail.com. Các bạn nhập số điện thoại các bạn vào. Ví dụ 0907684279, 0907684279, đây là số điện thoại của Thiện các bạn nha. Các bạn có thể liên hệ với Thiện qua số điện thoại này. Rồi các bạn tiếp tục, các bạn bấm vào nút đăng ký nhận quà. Thì nó bắt buộc các bạn phải xác nhận đăng ký. Thì các bạn sử dụng cái email mà các bạn vừa mới đăng ký lúc nãy, các bạn vào cái Gmail đó các bạn xác nhận các bạn nha. Bây giờ thì sẽ vào cái Gmail. Mình sẽ đăng nhập vào cái Gmail của mình đúng không ạ? Gmail này là tặng web miễn phí @gmail.com. Rồi bạn nhập mật khẩu vào. Bạn đợi một chút các bạn nha. Rồi các bạn bấm vào xác nhận. Ở đây các bạn có thể cập nhật những cái số điện thoại khôi phục hoặc email các bạn nha.
Nhưng mà Thiện thì Thiện làm ví dụ, Thiện sẽ bấm xác nhận để qua bước này. Như vậy là chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Luro, tức là ở đây các bạn nha, bạn lưu ý chữ H ở trên góc bên phải ở trên màn hình các bạn nha. Phía trên bên phải màn hình này. Các bạn chọn vào cái chính dấu ô vuông ở đây các bạn nha, chính dấu ô vuông. Nó sẽ hiện cho chúng ta rất là nhiều thứ, ví dụ YouTube hay là Drive, vân vân. Thì các bạn chỉ để ý tâm tới phần Gmail các bạn nha. Gmail bạn nhé, click vô cái chữ Gmail này thì nó sẽ dẫn với chúng ta đến một cái trang Gmail của chúng ta, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn lưu ý, có thể cái website này nó đòi chúng ta xác nhận, đúng không ạ? Nó có thể rơi vào hai mục, mục thứ nhất có thể là danh mục chính, mục thứ hai có thể là ở mục quảng cáo ở đây các bạn nha. Thì trong trường hợp này nó đã rơi vào mục quảng cáo, các bạn nên kiểm tra kỹ hai cái mục này các bạn nha, đó là mục chính hoặc là mục quảng cáo. Các bạn bấm vào cái email mà Lâm Thành Thiện, chính là tôi đấy, đang mới gửi đến các bạn. Bấm vào đây. Vậy các bạn bấm vào link xác nhận các bạn nha. Đây là cái link xác nhận để các bạn xác nhận rằng là các bạn đăng ký nhận website này, được không ạ? Rồi, sau khi bạn bấm link xác nhận thì các bạn thấy bấm tắt đi. Rồi bạn quay trở về cái hộp thư Gmail chúng ta, trở về cái trang mục chính, được không ạ? Thì ngay lập tức tôi đã gửi cái email thứ hai đến cho bạn. Ở đây. Được không ạ? Thì bạn mở cái địa chỉ, mở cái email lên. Ở trong đây, đây là một cái lá thư hay là cái email, lá thư điện tử mà tôi đã gửi đến bạn. Thì trong đây nó có rất là nhiều phần. Hai cái mục đầu tiên đó chính là trang chủ của website HP Shop chi nhánh Hồ Chí Minh hoặc là trang chủ của hội Shop Thông Minh, để các bạn có thể quan tâm thể click vào để xem thử. Tiếp đến, cái việc đầu tiên quan trọng nhất các bạn cần phải làm đó chính là xem cái video, cái chuỗi video mà hướng dẫn cách tải, sử dụng và cài đặt website chi tiết. Đây là cái chuỗi video mà Thiện đã làm và hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết để các bạn có thể được quản trị và sử dụng website nó cực kỳ là hiệu quả. Thì đây là cái chuỗi video bắt buộc các bạn phải xem các bạn nha. Nếu các bạn không xem á thì các bạn sẽ không có quản trị website mà nó hiệu quả, nó tốt. Thì lúc đó đừng có chấp Thiện nha, đừng có đổ lỗi cho Thiện các bạn nhé. Thì tiếp đến, sau các bạn xem cái cách sử dụng cũng như là cách quản trị website xong rồi, các bạn sẽ tải website miễn phí ở đây. Rồi tiếp đến, thì khi có website xong rồi thì làm cách nào để website kiếm tiền cho chúng ta đây? Làm thế nào để có hàng nghìn lượt truy cập website chúng ta mỗi tháng hoàn toàn miễn phí? Thì ở đây có một cái video mà giúp các bạn có thể là nắm sâu, hiểu rõ và giải thích tường tận cái vấn đề này. Đồng thời cũng giúp các bạn khởi nghiệp hay là kinh doanh với số vốn hoàn toàn rất là nhỏ nhoi đó các bạn nha, chỉ tầm vài triệu đồng thôi. Các bạn thấy hoàn toàn làm được. Rồi tiếp đến, đây là một cái bài hay là nói cách khác là một cái cách mà để mà hướng dẫn đưa website các bạn lên top Google, lên top YouTube nếu mà các bạn đang là làm YouTuber, đúng không ạ? Hoặc là lên top cái sàn thương mại điện tử nếu các bạn có những cái gian hàng trên cái sàn thương mại điện tử như là Tiki, Lazada hay là Shopee, đúng không ạ? Rồi sẽ giúp các bạn kinh doanh đa kênh hiệu quả, ví dụ như Facebook, rồi Google, rồi YouTube, rồi các mạng xã hội khác như TikTok hay là Zalo chẳng hạn, rất là nhiều các bạn nha. Rồi ở đây thì Thiện có hai khóa học miễn phí khác, đó là tặng bạn khóa học email marketing hoàn toàn miễn phí luôn. Đây là cái hệ thống email marketing hoàn toàn tự động mà Thiện đang dùng. Các bạn thấy nãy giờ Thiện gửi cái email cho các bạn không ạ? Thì Thiện đang dùng cái hệ thống email marketing tự động ở đây các bạn. Thì các bạn sẽ được Thiện tặng hoàn toàn miễn phí khóa học này cho bạn. Thì khóa học này sẽ giúp các bạn là chăm sóc khách hàng và bán hàng một cách rất là hiệu quả các bạn nha. Các bạn nên xem cái khóa học này. Ở ngoài kia họ dạy cho các bạn, họ thu phí cho các bạn, còn Thiện là Thiện tặng các bạn luôn. Rồi khóa học thứ hai hiện tại các bạn là tặng khóa học landing page miễn phí. Thì khóa học này, cái landing page là cái gì? Cái landing page chính là một cái website đặc biệt, nó chỉ có một trang web thôi. Nó là một công cụ quảng cáo cực kỳ là hiệu quả, tăng nó sẽ giúp bạn tăng cái tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng từ 200% đến 500% tùy thuộc vào cái kinh nghiệm của bạn chạy quảng cáo nha. Thì bạn nên xem cái khóa học này thì các bạn sẽ hiểu tường tận thôi. Rồi cuối cùng,
đó chính là cái cách mà bạn kết nối với thiện, hoặc là cách mà các bạn liên hệ với thiện để thiện support và các bạn hỗ trợ các bạn nha. Thì các bạn có thể click vô cái fanpage, đây là fanpage Lâm Thanh Thiện. Rồi có thể nhanh hơn nữa, các bạn hãy gọi trực tiếp cho thiện luôn qua số hotline này, được không ạ? Thì đây là cái email, tất cả cái nội dung mà thiện gửi các bạn, cũng như là hướng dẫn các bạn quản trị website và làm cho website nó ra tiền, được không ạ? Thì bây giờ sau khi mà các bạn xem hết cái chuỗi video hướng dẫn cách tải này rồi, thì các bạn tiến hành đến tải website miễn phí các bạn nha. Thì đây, đây là các bạn bấm vô link tải website miễn phí